Chí Minh xin báo cáo đồng chí Trương Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đã đến giờ làm lễ truy điệu Tổ Hương Kỳ sẵn thèm. Mời đồng chí. Tổ Hương Kỳ. Sơn bước qua Sơn. Bước qua Sơn. Bước qua một bước. Bước qua một bước né cái dòng Sơn. Đúng bên rồi, đúng bên, bên đây nè, bên đây nè, bên đây đó. Đúng rồi. Đọc Chi Sơn giới thiệu chương trình. Kính thưa bà con, gia quyến thân tộc. Kính thưa tất cả các đồng chí ban lễ tam. Đã đến giờ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thu, quý hiệu 55 tuổi đảng. Sau đây tôi xin mời đồng chí Trương Quốc Thái làm lễ truy điệu và thông qua truy điệu cho đồng chí Nguyễn Văn Thu. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa ban lễ tang, các đại biểu, kính thưa tang quyến cũng hân hồng đồng chí Nguyễn Văn Thu. Đồng chí Nguyễn Văn Thu sinh năm 1937, đã lớn lên và trưởng thành trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở quê hương xã Tân Ba, huyện Tân Nguyên, tỉnh Sông Bén, nay là tỉnh Bình Dương. Đồng chí Thu đã tham gia cách mạng năm 1959. Đồng chí thoát ly theo kháng chiến với nhiệm vụ làm giao liên, đưa thư liên lạc, đưa đón và bảo vệ cán bộ từ huyện về các xã và ngược lại. Sau đó, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp đó, đồng chí được phân công tiếp tục hoạt động công tác ở lực lượng C2 của tỉnh Biên Hòa. Tháng 11 năm 1969, dù bị dùng nhiều cực hình tra tấn để khai thác thông tin về cơ sở cách mạng, nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết, không khai báo. Tháng 2 năm 1973, đồng chí được trao trả tại sân bay Lộc Ninh theo tinh thần của Hiệp định Paris năm 1972. Sau khi được trao trả, đồng chí được tổ chức đưa đi an dưỡng điều trị các chấn thương bệnh tật trong thời gian tù đài. Tiếp đó, đồng chí được phân công nhận nhiệm vụ tại ban tổ chức trường đảng tỉnh Biên Hòa đến năm 1977. Từ năm 1978 đến năm 1980, đồng chí được phân công về tham gia công tác tại Ủy ban nhân dân xã Phú Hạnh, huyện Nhân Trạch, giữ chức vụ bí thư đảng ủy xã. Sau đó, đồng chí tiếp tục được phân công giữ các chức vụ cán bộ tuyên giáo xã, xã đội trưởng xã Phú Hạnh cho đến năm 1985 nghỉ hưu. Từ năm 1985 đến nay, đồng chí Nguyễn Hưu về nhà sống với vợ con tại ấp 3 xã Phú Hạnh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Với nhiều năm công tác phục vụ trong quân đội chính quyền, đồng chí được tặng danh và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Trong thời gian công tác qua nhiều lĩnh vực khác nhau, với 86 tuổi đời và 59 năm tuổi đảng, đảm nhiệm nhiều vai trò quản lý và được gia đình yêu mến, có mối quan hệ tốt với nhân dân nơi cư trú. Đây là những niềm động viên vô cùng quý báu để đồng chí luôn hoàn thành tốt cõi và đã ra đi về cõi vĩnh hằng ở tuổi 86. Đồng chí ra đi để lại cho những người thân đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, thân hữu gần xa quý niềm tiếc thương vô hạn. Trong thời gian công tác qua nhiều vị trí khác nhau, đồng chí đã có những vui buồn, nhưng giờ đây chỉ còn là kỷ niệm giờ những người thân, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, thân hữu và các chị mẹ mãi. Chúng tôi phải nén đau thương để nói lời vĩnh biệt đồng chí. Chúng tôi xin thành tâm nghiêng mình trước đồng chí. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Hưu. Chúc đồng chí ngàn khu an nghỉ. Xin vĩnh biệt đồng chí. Thank you.
Kính thưa quý vị lãnh đạo huyện, quý vị lãnh đạo xã, kính thưa toàn thể bà con cô bác thân bằng quyến thuộc, đang nghỉ cuối cùng, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các cấp, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại hai bên, các gia đình thông gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa chồng cha ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức lễ tang xã Phú Thạnh, đại diện lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã Phú Thạnh đã giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trân trọng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Xin trân trọng chân thành cảm ơn.